Mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Linh đang đi xuống một cái ngôi nhà bỏ hoang. Ngôi nhà này thì ngày xưa Linh cũng có vào một hai lần rồi. Nhưng mà ngày hôm nay á, khi Linh nghe được có một cái người hàng xóm ở gần, họ nói là lúc trước cách đây khoảng tầm 2 3 ngày thôi, là có một cái người đàn ông đi giăng lưới ở trong cái ao gần cái nhà hoang này. Thì tự nhiên cái người đàn ông đó đi vô cái nhà hoang này và nghe được một cái tiếng gọi kỳ lạ, đó là như là một cái tiếng ghênh, như là một cái tiếng ma gọi vậy đó. Là cái người đàn ông đó mới bị mê mẩn làm sao đó, cho nên là đi từ sáng tới chiều giăng lưới mà không có thấy là đi về nhà, cho nên là người nhà họ đã đi kiếm và cuối cùng thì phát hiện được cái người đàn ông đó đang nằm vất vưởng ở ngoài cái bãi cỏ gần ngôi nhà. Nó khá là rùng rợn luôn. Thì chỉ cách đây một vài hôm thôi thì Linh nghe bà con ở gần họ chia sẻ lại, cho nên là Linh mới quyết định là trở lại cái ngôi nhà hoang này để khám phá xem là thật sự là bên trong ngôi nhà này có điều gì tâm linh hay là có những cái bí ẩn gì đó bên trong ngôi nhà này hay không. Thì như cả nhà thấy là cái đường này rất là vắng luôn. Xung quanh đây thì ao với lại sông và lùm bụi không à. Gần đây thì không có nhà ai hết. Rất là xa mới có được một cái ngôi nhà. Đường này thì lại là một cái đoạn đường đất nữa. Trước thì Linh cũng có vô đây quay một cái video chia sẻ về ngôi nhà hoang này rồi. Đó. Xung quanh đây chỉ toàn là lùm và mấy cái ao thôi. Ngôi nhà thì nó nằm lẻ loi một mình ở đây. Rất là ít người lui tới chỗ này. Chỉ có những người mà họ đi câu cá hoặc là đi giăng lưới, đi chài, đi bắt chuột rồi đó là họ mới đi xuống khu vực này thôi. Xung quanh đây là chỉ toàn là những cái ao rồi hai bên là bờ sông. Đường thì lại là đường đất, cho nên là không có xe cộ nào mà qua lại luôn. Lâu lâu có một hai chiếc xe chạy xuống câu cá thôi. Phía trước cửa bây giờ là cỏ cây nó mọc um tùm như vậy. Ngôi nhà này cũng rất là khang trang. Ngày xưa cũng là một cái gia đình giàu có khá giả. Nhưng mà do là ở đây á, vắng quá cho nên là họ đã không ở nữa và di chuyển về một cái nơi khác để mà sinh sống. Và bên trong đây ngày xưa cũng có một cái người tâm thần là ở, rồi ở được một thời gian thì sau đó ông đó cũng đi luôn. Khu vực này thì người ta hay xuống đây để mà câu cá nè, tại vì ở cặp bên hông đây thì có một cái ao. Cặp bên hông ngôi nhà này có một cái ao rất là to. Hình như là có người cách đây vài hôm hay sao vô đây đốt lửa trong này nè. Mình thấy có một cái đống lửa ở đây. Lửa này thì vừa mới đốt rồi nè. Cách vài hôm trước chắc có người vô đây đốt. Đốt chiếu rồi nữa nè cả nhà. Đây, thấy có cái dấu hiệu là người ta đốt chiếu, đốt nhang gì đây nữa. Nhà này thì khá là tâm linh luôn. Bởi vì bỏ hoang cũng lâu nè. Với lại là ở đây là một cái nơi vắng, không có ít người lui tới, cho nên là rất là nhiều điều tâm linh được đồn đãi phía sau ngôi nhà này. Đặc biệt là cái căn nhà này Linh thấy là một cái ngôi nhà ba cột nha. Đó, nhà ba cột.
xung quanh ngôi nhà bao bọc bởi hai bên là trước sau đều là những cái con sông, nhánh sông lớn của sông Hậu. Ngoài này là một cái ao nè, bên kia là con sông. Như là có người vô đây chài lưới vậy nè cả nhà. Còn một số mấy cái lưới ở đây. Đó, mấy cái lưới này là chắc người ta vô đây đặt cá nè, rồi bỏ lại nè. Thì theo như câu chuyện mà Linh vừa mới nghe bà con sinh sống ở gần đây họ kể là cái người đàn ông đó bị giống như là người ta kêu bằng bị ma dẫn vậy cả nhà. Đi giăng lưới mà giăng từ sáng tới chiều rồi nằm mê man bất tỉnh ở trên cái bãi cỏ luôn. Đến khi mà người thân họ đi kiếm thì mới phát hiện ra là ổng nằm bất tỉnh ở trên bãi cỏ ở gần ngôi nhà này. Không biết là nằm ở chỗ nào nữa, xung quanh đây thì lùm cây không à. Và về thì ông đó cũng vẫn còn giữ bình tĩnh để mà biết được là mình bị như thế nào. Kể lại, kể lại câu chuyện rất là rùng rợn luôn. Thì ông nói là ông bị dẫn. Rồi không biết vì sao mà nằm mê man bất tỉnh luôn. Đây, bên trong nhà vẫn còn nhang khói đồ cúng nè. Thì sau khi mà nhà này bỏ hoang thì cái người tâm thần ở đây cũng tâm linh lắm, cho nên là người ta mới dọn đi rồi người ta mới cúng kiến trong này khá nhiều. Trong này còn một số đồ bừa bộn như vậy. Có một cái giường bằng đá ở phía góc này. Và như là trong phòng đó là trong hai trong phòng là nên nhớ là không có cái giường nào hết. Đặc biệt là nhà này thì người ta cúng kiến nhang khói nằm khắp nơi hết. Đây, nhang nè. Giỏ lưỡi lam rồi tùm lum hết. Đây, cúng giữa nhà nữa nè. Nhiều chỗ cúng lắm. Đốt nhiên khói khắp nơi chưa. Bên trong này thì nó khá là mu luôn. Trên mấy cái cách cửa sổ này, lúc trước thì lên vào là thấy người ta cũng có cọng nhang ở trên này nữa. Không biết là ngày xưa người ta vô đây cầu cơ sinh số hay là cúng cái gì đó không rõ, nhưng mà nhang cọng khắp nơi hết. Do là mấy ngày nay trời mưa bão xuyên suốt, Linh cũng không có đi xa để mà khám phá được. Phải ở nhà và đi vòng vòng. Ai chỉ nhà hoang ở đâu thì Linh sẽ tới để trải nghiệm. Bây giờ đi xa trời mưa bão với lại không có ở lại được cả nhà thì rất là khó khăn để mà tìm kiếm những cái nơi mới khám phá. Nhiên khói khắp nơi chân luôn.
Tính ra cái nhà này là cũng rất là rùng rợn, bởi vì nó nằm ở một cái nơi vắng. Ban đêm khi mà vô trong đây thì rất là ghê luôn. Tại vì Linh cũng có đi vô đây ban đêm một lần rồi. Cảm giác thì nó khá là lạnh lẽo, như là những cái ngôi nhà hoang mà còn nguyên tài sản lúc trước Linh hay vô. Trong phòng này thì còn một cái ổ khóa. Ổ khóa mà không biết cái ổ khóa này sao ta cột một cái dây màu đỏ hay ta. Xét hết rồi. Kiến. Kiến làm ổ lên đó nha. Trong mấy cái thùng này không biết đựng gì đây. Chén bát gì nè. Chén đũa gì đó trước ta sử dụng bỏ trong này. Bên ngoài như là phía sau cái nhà này thì có một cái bồn nước, trong cái đám cây rất là gặm gạp. Trên cái kệ này thì rất là nhiều đồ, sổ sách rồi nè, thuốc men giấy tờ gì tùm lum hết. Nghe kể là ngày xưa cũng có rất là nhiều mấy cái vụ thay ma đó cả nhà, những cái xác chết mà trâu dưới sông á thì tấp vào, nó tấp vào ở sát ngôi nhà này luôn, rồi người ta mới đem lên để mà mổ xẻ thi thể ở gần ngôi nhà hoang này. Cho nên là bà con ở đây họ đồn là nhà này cũng có ma nhiều. Ngày xưa ở đây có một cây cầu bắc ra. Đó, cây cầu bắc ra ngoài cái ao này để rửa chén là sinh hoạt gì đó. Bây giờ nó mục nó gãy rồi. Chỉ còn lại hai cái trụ đó thôi. Tính ra diện tích của cái căn nhà hoang này cũng rất là rộng. Lúc trước cũng có lợp la phong rồi nữa nhưng mà bị tháo gỡ hết rồi. Cái này chắc do nó mục quá cho nên là nó rớt xuống. Cửa sổ thì được làm bằng cửa sắt và khung kính ở trong. Ổ mối, ổ dò dò gì nó đóng nè. Có giò trứng gà rồi nữa cả nhà. Giò trứng gà rồi chắc có người cầu cơ. Để đem giò trứng gà xuống. Cái đường này nếu mà muốn chạy xe xuống cũng rất là khó khăn luôn. Tại vì đường này là đường đất với lại sình không à. Mỗi khi mà trời mưa là không có ai đi xuống đây luôn. Không có ai mà chạy xuống đường này được.
Bên đây có một cái ly nước, không biết từ đời nào tới giờ đây, nhìn đen thui hết rồi. Trước cửa là một cái con sông, nên nghe kể là con sông này nè là ngày xưa có mấy cái thầy ma tắp trong đây, ở gần phía trước nhà nè, thì người ta đã lôi lên để mà giải phẫu trước cửa ngôi nhà này, tại vì lúc đó thì ngôi nhà này cũng bỏ hoang rồi. Ở trên cái nóc nhà lên thấy có một cái gì ở trên đó kìa, không biết là cái gì nữa nha, được đặt ở trên cái góc của mái hiên nè. Gì đây, trái gì hay gì? Nhà này tính ra diện tích là cũng rất là rộng, từ mái hiên cho tới những cái phòng vừa một gia đình ở. Tiếc là lại bị bỏ hoang ở một cái nơi vắng vẻ như vậy. Nhiều người thì nói thì nhiều người trên kênh lên nói nhiều người không có nhà để ở, nhưng mà những cái ngôi nhà này không biết vì sao lại bỏ hoang, rất là đáng tiếc như vậy. Nhưng mà không có cái gì mà tự nhiên hết cả nhà, bởi vì nếu mà một cái ngôi nhà mà họ không ở được, bỏ hoang như vậy thì đều có lý do hết. Một trong số đó rất là nhiều, đó chính là lý do về tâm linh và địa hình. Thì ở đây là một cái nơi vắng và không có nhiều người lui tới, giao thông không có thuận tiện. Thứ hai là xung quanh đây thì quá nhiều những cái điều tâm linh, cho nên là họ không tiếp tục ở để mà sinh sống nữa. Bởi vậy thì mới bỏ hoang đó. Nhiều người không tin về tâm linh thì có thể cho đó là một cái điều xàm xí gì đó, nhưng mà có thờ có thiêng cả nhà. Thôi chắc là bây giờ Linh sẽ rời khỏi đây, và nếu mà Linh sẽ tìm hiểu kỹ hơn, nếu mà ngôi nhà này thật sự là có điều gì đó tâm linh thì Linh sẽ vào trải nghiệm vào ban đêm, tại vì nó cũng ở gần thôi, ở gần nhà Linh, trải nghiệm vào ban đêm xem là những cái điều tâm linh nó có thật sự là xuất hiện bên trong ngôi nhà hoang này hay không. Cả nhà nếu mà ai muốn lên khám phá cái ngôi nhà này vào ban đêm thì có thể là cho Linh xin một cái bình luận nha, để Linh có động lực đi trở lại đây để khám phá ngôi nhà hoang này vào ban đêm nha. Bây giờ thì Linh xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo nha.